cảm ơn tất cả các bạn đến với tin tức nóng cập nhật ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, mình sẽ cung cấp cho các bạn những tin tức nóng được cập nhật hot nhất trong ngày hôm nay. Và bây giờ không làm mất thời giờ của các bạn nữa, chúng ta bắt đầu bản tin đầu tiên trong ngày nha mọi người. Nga đăng video dùng pháo phòng không tập kích cứ điểm Ukraine. Quân đội Nga công bố trong video đơn vị đổ bộ đường không sử dụng pháo cỡ nòng 57mm để tập kích cứ điểm quân đội Ukraine trong rừng. Truyền hình quân đội Nga Veda hôm nay công bố video đơn vị đổ bộ đường không Kostroma tham chiến tại Ukraine sử dụng pháo phòng không S-60 cỡ nòng 57mm để tấn công các chốt phòng thủ của Ukraine trong rừng. Trong video, bệ pháo S-60 được đặt tên xe tải Uran-4320 để tăng khả năng cơ động. Khẩu đội pháo di chuyển vào vị trí và bắt đầu khai quả, đồng thời sử dụng máy bay không người lái UAV để trinh sát mục tiêu, xác định điểm nổ và hiệu chỉnh đường đạn. Chưa rõ thiệt hại của lực lượng Ukraine, thời gian và địa điểm ghi hình không được quân đội Nga tiết lộ, nhưng dường như trận đánh đã diễn ra gần thành phố Remina ở tỉnh Lugan, một trong những trọng điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine suốt nhiều tháng. Thành phố Remida nằm cách Bắc Muôn khoảng 40km về phía Bắc, được cả Moscow và Kiev coi là một phần trong chuỗi mặt trận có liên quan chặt chẽ với nhau ở vùng Donbass. Ukraine đang tìm cách thúc đẩy mũi tiến công Remina để giảm bớt sức ép cho Bắc Muôn, giành lại Crimea và thành phố Vaton gần đó cũng có thể mở đường cho Kiev tấn công Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố mà quân đội Ukraine để mất hồi mùa hè năm ngoái. Đơn vị Kostroma có tên đầy đủ là Trung đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 331 là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Nga nhưng cũng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch Ukraine. Truyền thông nhà nước Nga hồi năm ngoái xác nhận đại tá Sergei Kularev, chỉ huy Trung đoàn 331, đã tử trận trong quá trình giao tranh với lực lượng Ukraine. Pháo phòng không S-60 cỡ nòng 7mm được đưa vào biên chế từ thập niên 1950, dẫn dắt bắn bằng radar hoặc thiết bị quang học, đạt tốc độ bắn liên tục 70 phát một phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 6km. Loại pháo này đang được cả Nga và Ukraine sử dụng cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất do đạn phòng không 7mm mang khối thuốc nổ mạnh nặng từ 150-170g và tạo ra nhiều mảnh vân, có thể tăng sát thương mục tiêu mềm như bộ binh, khí tài điện tử, xe cơ giới hoặc thiết giáp hạng nhẹ của đối phương. Quân đội Nga cũng đang phát triển các hệ thống pháo 57mm gắn trên thiết giáp, sử dụng nhiều loại đạn mới có khả năng tự tính toán thời điểm nổ và điều chỉnh quỹ đạo bay. Đây là giải pháp nhằm giải quyết tình trạng pháo 30mm không đủ mạnh để xuyên phá một số thiết bị giáp hiện đại, trong khi pháo 100mm trên xe chiến đấu bộ binh MBB-3 có uy lực mạnh nhưng tốc độ bắn và độ chính xác thấp. Và để góp phần giúp Đài Loan một phần nào trong việc gọi là ngăn chặn Trung Quốc tấn công hòn đảo cũng như diễn tập trên biển mà gần quanh đảo Đài Loan, thì nghị sĩ Mỹ cam kết để nhanh bán vũ khí cho Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm nay cho biết Washington sẽ giúp huấn luyện lực lượng vũ trang Đài Loan và để nhanh bán vũ khí cho Đài Loan. Phát biểu tại Đài Bắc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho hay ông và phái đoàn nghị sĩ nước này đến thăm Đài Loan để thể hiện tinh thần ủng hộ mạnh mẽ đối với hòn đảo. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi ký với tất cả các thỏa thuận bán vũ khí ra bên ngoài, trong đó có cả Đài Loan, và tôi hứa chúng tôi sẽ chuyển giao những vũ khí đó, ông nói trong bữa trưa do lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn tổ chức để đón tiếp phái đoàn Mỹ. Chúng tôi đang làm việc tại Quốc hội nhằm đẩy nhanh quá trình này và mang đến những vũ khí bạn cần để tự vệ, MC Cole cho biết thêm, và chúng tôi cũng sẽ huấn luyện lực lượng vũ trang của các bạn, không phải vì chiến tranh mà là vì hòa bình. Trung Quốc thông báo tổ chức tập trận quanh Đài Loan sau khi bà Thái quá cảnh tại Mỹ hôm 5 tháng 4 và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, hành động khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc lên án cuộc gặp, cáo buộc Mỹ đang thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, trong khi đó Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn về việc Washington chậm chuyển giao vũ khí như tên lửa phòng không Stinger, trong khi đối cảnh các hãng sức quốc phòng Mỹ phải tập trung cho các chiến khí tài đạn dược hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước Nga. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng. Đài Bắc nhiều lần báo cáo buộc Bắc Kinh điều chiến đấu cơ, UAV, tàu chiến qua đường trung tuyến giữa hai bên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay thông báo phát hiện 13 kỳ cơ, trong đó có 4 chiếc vượt qua đường trung tuyến và 3 tàu chiến Trung Quốc quanh hòn đảo, nhưng đây không phải là số lượng bất thường. Và bản tin tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá một vật gọi là tàu ngầm
và ở bên trong tàu ngầm của Mỹ, gọi là để tuần tra xung quanh Thái Bình Dương sẽ có những gì, thì các bạn hãy bắt đầu đến với phần tin ngay bây giờ nha mọi người. Các bên trong tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra Thái Bình Dương. Các tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đang ngày ngày giám sát dưới lòng biển, gửi đi thông điệp răn đe tới Trung Quốc. Dưới đáy Thái Bình Dương, bên trong con tàu ngầm hiện đại bậc nhất của Hải quân Mỹ, tàu chuẩn Nô Đốc Jeff Zalon chỉ ra hai thách thức lớn nhất mà đội của ông phải đối mặt. Chúng tôi đang ganh đua với hai đối thủ hạt nhân chính. Nga là đối thủ ngang hàng với Mỹ về năng lực hạt nhân, trong khi Trung Quốc đang từng bước mở rộng và hiện đại hóa sức mạnh hạt nhân. Zalon nói từ tàu ngầm nguyên tử USS Mitsubishi thuộc hạm đội Thái Bình Dương đang tuần tra khu vực. Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia này gần đây rời căn cứ tại Trân Tru Cảng ở Hawaii, tiến vào đại dương lớn nhất thế giới để thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ. Giữa bối cảnh lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân đang không ngừng gia tăng ở châu Á, phóng viên CNN được phép lên tàu ISS Mississippi tham gia tiến tuần tra để chứng kiến cách hải quân Mỹ chuẩn bị nhằm răn đe một cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực. USS Mississippi là 149 tàu ngầm tấn công hạt nhân nhanh của Mỹ. Chúng có khả năng di chuyển dài ngày dưới đáy biển nhờ hệ thống động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân và rất khó bị đối phương phát hiện cũng như tấn công. Vai trò của những tàu ngầm này trở nên quan trọng sau khi Australia hồi đầu tháng công bố thương vụ mua 3 tàu ngầm lớp Virginia từ Mỹ vào đầu những năm 2030. Theo thỏa thuận an ninh, UNCLOS được Mỹ, Anh, Australia ký hồi năm 2021 nhằm chống lại đà mở rộng quân sự nhanh chóng của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ trích thỏa thuận này, cáo buộc 3 quốc gia đang thúc đẩy tâm lý chiến tranh lạnh, khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhà Trắng công bố chỉ ra rằng Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu với Mỹ, còn Nga là mối đe dọa cấp bách. Chuẩn đô đốc Zalon nói, khoảng 60% tàu ngầm của chúng tôi đang hiện diện ở Thái Bình Dương vì những thách thức đó. Bất chấp những tiến bộ nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng Washington vẫn có lợi thế đáng kể về tác chiến dưới đáy biển so với Bắc Kinh. USS Mississippi, giống như tất cả các tàu ngầm khác của Hải quân Mỹ, được trang bị lò phản ứng hạt nhân, cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận, giúp nó có phạm vi hoạt động và thời gian triển khai không giới hạn. Tàu ngầm hạt nhân không cần phải định kỳ nổi lên mặt nước để sạc pin như tàu diesel điện. Tất cả những gì chúng tôi cần là thức ăn cho thủy tủ đoàn. Khi có đủ thực phẩm, chúng tôi có thể đi vòng quanh thế giới mà không cần tiếp tế. USS Mississippi không có khả năng khai quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng nó vẫn được trang bị nhiều loại vũ khí đáng gờm khác như tên lửa hành trình, Tomahawk và ngư lôi để tấn công kẻ thù cả trên và dưới đáy biển. Edward Barry, sĩ quan chỉ huy tàu USS Mississippi cho biết nó có khả năng mang tới 25 quả ngư lôi hạng nặng Mark 48. 29 trong 49 tàu ngầm tấn công của hạm đội Thái Bình Dương đang đồn trú ở Thái Bình Dương, nhưng một số tàu trong đó chưa thể sẵn sàng chiến đấu vì đang bảo dưỡng hay những lý do khác, sắp lần cho biết. Bất chấp việc gọi là Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho Đài Loan, thì Trung Quốc đang thông báo tập trận quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tập trận 3 ngày quanh đảo Đài Loan từ hôm nay để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chiến khu miền Đông Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thông báo cuộc tập trận liên hợp lợi kiếm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, và đây là hoạt động theo kế hoạch. Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển và không phận eo biển Đài Loan, ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Người phát ngôn chiến khu miền Đông Thi Nghị nói, nhưng không nêu vị trí cụ thể. Hoạt động bán đạn thật sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, theo cơ quan hàng hải địa phương. Tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, nằm đối diện với đảo Đài Loan qua eo biển cùng tên. Cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với sự thông đồng giữa lực lượng ly khai muốn Đài Loan độc lập và thế lực bên ngoài chống lại các động khiêu khích của họ, ông Thi nói. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cáo buộc Trung Quốc dùng chuyến đi đến Mỹ của bà Thái làm cái cớ để tập trận, làm xói mòn hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Cơ quan này cho biết họ sẽ phản ứng với cuộc tập trận này một cách bình tĩnh, hợp lý, bằng thái độ nghiêm túc, không leo thang căng thẳng hay tạo ra xung đột. Một nguồn tin an ninh Đài Loan nói, Trung Quốc đã bắt đầu tập trận ở eo biển Baxi giữa hòn đảo và Philippines với các hoạt động chống hạm, chống ngầm và tác chiến điện tử. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4.
là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp, cáo buộc Mỹ đang thông đồng với các lực lượng nghi khai đòi độc lập ở Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng nhân pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Một phái đoàn Mỹ do nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã tới Đài Bắc và dự kiến gặp bà Thái hôm nay. Trung Quốc cũng đã cảnh báo đáp trả nếu cuộc gặp diễn ra. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng. Đài Bắc nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh điều chiến đấu cơ UAV tàu chiến qua đường trung tuyến giữa hai bên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm nay thông báo phát hiện 13 phi cơ, trong đó có 4 chiếc vượt qua đường trung tuyến và 3 tàu chiến Trung Quốc quanh hòn đảo, nhưng đây không phải số lượng bất thường. Và để đáp trả cho cái hoạt động gọi là tập trận của Mỹ, Hàn cũng như Nhật Bản chưa từng có lớn nhất hiện nay, thì Triều Tiên tuyên bố thử thêm vũ khí tạo sóng phần phóng xạ. Triều Tiên cho biết phương tiện tấn công hạt nhân dưới nước 2A2 di chuyển xuống quãng đường 1.000 km trong cuộc thử nghiệm tuần này. Hãng thông tấn KCNN ngày 8 tháng 4 đưa tin Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thử nghiệm phương tiện không người lái tấn công hạt nhân dưới nước 2A2 từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4. Đây là vũ khí chiến lược có khả năng tạo sóng tần phóng xạ, phá hủy chiến hạm và mục tiêu trên đời. 2A2 di chuyển quãng đường 1.000 km dưới nước. KCNA cho biết đầu đạn thử nghiệm phát nổ chính xác dưới nước, vụ nổ chứng minh hoàn hảo độ tin cậy và khả năng tung đòn tấn công chí mạng của hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước. Trước đó, Triều Tiên ngày 23 tháng 3 thông báo thử nghiệm phương tiện không người lái tạo sóng thần phóng xạ, cho biết loại vũ khí này có thể triển khai tại bất cứ bờ biển hay bến cảng nào, hoặc được tàu mặt nước kéo đến địa điểm bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây hoài nghi khả năng Triều Tiên sở hữu loại vũ khí này. Hoạt động quân sự của các bên gần đây khiến căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực leo thang. Quân đội Mỹ triển khai nhiều vũ khí và phương tiện chiến lược tới Hàn Quốc, trong đó có quan tạc cơ và chiến lược và tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz. Mỹ cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập và tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực thể hiện năng lực quân sự trước Triều Tiên. Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đẩy tình hình khu vực đến thảm họa không thể đảo ngược và bờ vực chiến tranh hạt nhân. Những hoạt động này đi quá giới hạn chịu đựng của Triều Tiên và họ sẽ đáp trả bằng cách thể hiện năng lực răn đe thông qua hoạt động tấn công. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe bản tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi tụi mình ra với nhau nhất mọi người. Và bây giờ thay mặt cho kênh tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.